Giả sử tâm hồn bạn là một chiếc thuyền đang ở giữa dòng đời, nhưng bỗng nhiên ở đâu nước cứ tràn vào và phun lên tung tóe. Bạn ra sức tát, 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 nước vơi đi rồi lại đầy, chực chờ nhấn chìm bạn. Nếu bạn mệt mỏi và ngừng tay, dòng nước sẽ đưa chiếc thuyền và bạn chìm xuống đáy của sự cùng cực. Khi đó, việc cần làm ngay không chỉ là ra sức tát nước, mà còn là tìm ra xem nước đó từ đâu mà đến. Nếu thuyền đang ngay dưới dòng thác, phải chèo đi nơi khác để tránh. Nếu nước từ trời mưa, phải căng bạt che thuyền. Nếu nước trào ra từ một lỗ thủng, bạn phải bít nó lại, tức là phải chặn đứng từ nguồn. Có những cảm xúc không mong muốn cứ ào ào đến, việc bạn cần làm không chỉ là giải tỏa, mà phải tìm ra cái nguồn phát sinh ra nó. Nguyên nhân từ đâu mà cảm xúc ấy cứ diễn ra liên tục? Xử lý được nguyên nhân, cắt đứt được nguồn phát sinh, bạn mới có thể thanh thản lâu dài. Như vậy, việc cần làm là: bước 1, tìm nguồn gây ra cảm xúc đó. Bước 2, hành động để thay đổi nguyên nhân đó. Ví dụ, nếu cảm xúc tồi tệ của bạn đến từ việc học, bạn quá tải, điểm kém, học bài không thuộc, bị thầy cô la mắng, bị cha mẹ thất vọng, bị bạn bè khinh thường, v.v. bạn phải thay đổi cách học của mình. Học khôn ngoan thì không gian nan. Hãy tìm đến những khóa học hướng dẫn về phương pháp học thông minh 12 môn học trong nhà trường, phương pháp ghi nhớ mỗi bài học dài thường thường, phương pháp ghi nhớ mọi con số, phương pháp nhớ trọn 500 công thức ở trường trung học phổ thông, phương pháp học tự vận, phương pháp ôn tập và thi cử thông minh. Biết cách học sẽ bớt cực nhọc. Bạn học đơn giản mà sẽ thanh thản hơn, điểm số sẽ tăng cao hơn, nguồn gây nên những cảm xúc tồi tệ ấy không còn nữa. Tôi có một học sinh học trường trung học phổ thông Marie Curie, thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn học sinh này thì bạn ấy rất căng thẳng trong cuộc sống. Bạn ấy thường xuyên bị bố mẹ mắng, hoặc là thậm chí bị thầy cô phê bình. Rồi nhiều khi bạn bè, một vài bạn thì cũng có một cái ánh nhìn cũng hơi khinh thường. Nguyên nhân là vì bạn ấy học khá dở. Và khi bạn ấy học dở thì bạn ấy cảm thấy rất là tự ti. Rồi bạn ấy cảm thấy rằng cuộc sống của bạn ấy khá là vô vị, nhạt nhẽo. Mỗi lần phát bài kiểm tra ra là mỗi lần là căng thẳng, stress, nặng nề. Và bạn ấy không thể nào thay đổi được. Bây giờ cứ học mà cách giải tỏa stress đi chăng nữa thì một năm nữa, hai năm nữa cũng y như thế thôi. Vậy như vậy chỉ có cách thay đổi là gì? Phải thay đổi phương pháp học tập. Và sau đó vô tình bạn ấy tìm học được một cái khóa về phương pháp học tập các môn trong trường phổ thông. Sau khi học xong, bạn ấy lại cải thiện cái cách của học tập của mình, cảm thấy rằng việc học nó dường như biết đúng cách, nó lại nhẹ nhàng hơn. Và nó không có phải là học mệt mỏi như trước nữa. Học nhanh, học nhẹ và điểm số thì bắt đầu được cải thiện. Và sau một học kỳ thôi, điểm của bạn ấy đã tăng từ là trung bình lên đến mức là gần cận giỏi. Như vậy bạn ấy cảm thấy rất là vui vẻ trong cuộc sống của mình. Và cái nguồn gây stress đó không còn nữa vì bạn ấy đã giải quyết rồi. Còn nếu kiểu tư duy của bạn không phù hợp với việc học hành ở nhà trường, bạn hợp với việc học từ thực tế hơn, thích học nghề hơn, thích trải nghiệm trong cuộc sống, thay vì học những kiến thức khoa học hàn lâm, hãy chắc chắn về sự lựa chọn của mình bằng cách làm bài test hay là sinh trắc học, rồi từ đó đề xuất với gia đình cho bạn đi học nghề phù hợp để tự nuôi sống bản thân và lập nghiệp bằng con đường của riêng mình. Có một anh chàng khoảng chừng 17 tuổi, cậu ấy là nhâm nhi nghỉ học rồi, và mẹ của cậu ấy thì gọi điện thoại lên đài để tư vấn trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Thì khi gọi lên thì bà mẹ mới nói là con của mình nó lười học rồi, nó hư rồi, nó thế này thế nọ. Nhưng mà khi cái cậu ấy tham gia trong cuộc trò chuyện thì mới phát hiện ra rằng cậu ấy dường như không hợp với lại cái con đường học tập hàn lâm. Cậu ấy không hợp với nhà trường, cậu ấy không thích nghe, cậu ấy thích làm, cậu ấy thích trải nghiệm, thích học hỏi trong cuộc sống. Và đúng thực tế những cái gì, môn gì hoặc là cái nhiệm vụ bài tập nào mà cần học hỏi trong thực tế cuộc sống thì cậu ấy làm rất là nhanh. Ví dụ mẹ chỉ nấu ăn biết một vài lần là cậu ấy lại làm được ngay. Ở nhà gia đình buôn bán, cậu ấy phụ cái việc buôn bán gia đình cũng khá là linh hoạt hoạt bát. Nhưng mà đi học thì rất là dở tệ. Bởi vậy cho nên là cậu ấy cứ bị bố mẹ mắng, rồi cứ bị thầy cô la một cách rất là thường xuyên. Và thế là cậu ấy cảm thấy rằng rất là căng thẳng. Và mẹ cậu ấy thì rất là thất vọng. Bởi thế cho nên mới gọi tư vấn lên đài. Tuy nhiên sau khi trò chuyện xong thì phát hiện rằng cậu ấy là người học bằng trải nghiệm, không có hợp với cái kiểu học hàn lâm trong nhà trường. Thế nhưng cuối cùng thì cậu ấy đã được một cái lời khuyên là hãy đi làm một vài cái trắc nghiệm về tâm lý xem có đúng là cậu ấy có phù hợp cái phương pháp học thực tế hay không. Và nếu đúng như vậy thì nên đi học nghề hơn là cái việc mà theo đuổi cái việc học hàn lâm trong nhà trường mà mãi mãi không có một cái kết quả nào cao và cảm thấy rất là căng thẳng trước khi tốt nghiệp. Hoặc nếu như cảm xúc tồi tệ của bạn đến từ công việc, lượng việc quá tải hay là việc nó quá sức đối với mình, và sản phẩm bị lỗi rồi tiến độ chậm, việc tồn đọng quá nhiều, bị sếp căng thẳng, nguyên nhân là do năng lực của bạn chưa cao, thì bạn phải học thêm chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm.
Ví dụ như tôi có một người bạn tên là bạn Trí Thông, bạn ấy là designer website, bạn ấy chuyên thiết kế website và thiết kế cái hình ảnh layout của website. Cho nên công việc này cần rất là nhiều ý tưởng. Tuy nhiên những dự án mà bạn ấy phụ trách thường xuyên bị bế tắc. Nhiệm vụ của bạn ấy thực hiện thường xuyên bị bí lối hoặc là thường xuyên rơi vào thất bại rất là trễ tít la. Và bây giờ bạn ấy rất là căng thẳng và bây giờ bạn ấy rơi vào trong cái trạng thái là rất là hay dễ nóng giận, hay khó chịu với đồng nghiệp, rồi về nhà cũng rất là khó chịu với vợ. Và cái nguyên nhân của bạn ấy là gì? Bạn ấy bị thường xuyên bị bí ý tưởng. Và bạn ấy bị lười nữa, bạn ấy bí ý tưởng và bạn ấy không muốn làm việc nữa. Thế cho nên là công việc của bạn ấy rất là trễ nải. Như vậy nguyên nhân chính là do bạn ấy thiếu hai kỹ năng. Một là kỹ năng tư duy sáng tạo, hai là kỹ năng quản lý thời gian và làm sao để vượt qua cái căn bệnh lười, làm sao để kích thích được cái tinh thần làm việc của mình. Và trong thực tế công việc thì chúng ta thiếu nguyên nhân, thiếu kỹ năng nào thì chúng ta phải tìm học những kỹ năng đó để chúng ta giải quyết. Và khi bạn ấy học kỹ năng tư duy sáng tạo, bạn ấy học kỹ năng kích thích động cơ làm việc, như vậy thì bạn ấy bắt đầu giải quyết được cái vấn đề của mình và bạn ấy bắt đầu tuôn trào ra cái ý tưởng và công việc nó trơn tru trôi chảy. Đồng nghiệp thì rất là quý mến và rất là thoải mái khi giao tiếp với sếp và cũng về nhà cũng cảm thấy rất vui, giải quyết được cái trạng thái cảm xúc của mình vì bạn ấy đã học được thêm một kỹ năng mới để giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Như vậy bạn có thiếu những cái kỹ năng nào hay không? Thí dụ mình thiếu các phương pháp giải quyết vấn đề thông minh, tức là kỹ năng giải quyết vấn đề, hay là do mình thiếu ý tưởng, tức là kỹ năng tư duy sáng tạo, hay do mình thiếu kỹ năng quản lý dự án, mình thiếu kỹ năng làm việc nhóm hay là lãnh đạo nhóm, hay do mình thiếu kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. Nếu như thiếu thì phải học, phải trau dồi, xử lý được khiếm khuyết thì nguồn gây ra cảm xúc tiêu cực sẽ không còn. Còn nguyên nhân do công việc không phù hợp với sở thích, không phù hợp với năng lực thì bạn phải tìm cách thay đổi công việc khác. Lạc đà phải ở sa mạc, chim phải ở trên trời, cá phải tìm về với nước. Nếu không ép mình làm một công việc không phù hợp, bạn sẽ khổ sở cả đời. Bạn có thể sử dụng các phương pháp trong khóa học khám phá ưu thế bản thân để định hướng tương lai tại hanhtrangsong.vn để biết mình có phù hợp với công việc hiện tại hay không trước khi quyết định. Khi sinh trắc bạn cũng biết được các cái chỉ số, thí dụ như chỉ số IQ, tức là chỉ số về trí thông minh của chúng ta giải quyết vấn đề có tốt hay không. Chỉ số EQ là trí thông minh. Thì bạn nhìn lên trên màn hình bạn sẽ thấy có một cái mẫu phiếu để bạn có thể tự hỏi bản thân. Thí dụ như tôi xin giới thiệu với các bạn mô hình SWOT. Sau khi xác trắc nghiệm thì kết luận là bạn sẽ phù hợp làm việc với lại con người. Tôi cũng có một người bạn, bạn ấy làm công việc thứ chính là trong cái xưởng chế tạo ô tô. Bạn ấy không thích công việc, không cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của bạn ấy mỗi ngày thì hai chữ hạnh phúc dường như là hai chữ xa xỉ. Nguyên nhân là vì bạn ấy không thích cái công việc của bạn ấy. Bạn ấy không thích dơ, không thích máy móc, không thích vận hành dây chuyền. Bạn ấy thích giao tiếp, thích cái đẹp, thích sự thẩm mỹ, thích cái gì đó mà nó tỉ mỉ. Thế là cuối cùng bạn ấy thay đổi công việc, bạn ấy làm thợ hớt tóc. Và khi làm thợ tóc thì cuộc sống của bạn ấy rất là vui vẻ, trò chuyện giả lả với khách, rồi có bắt đầu đi tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia, rồi tạo những tác phẩm nghệ thuật trên tóc của người khác. Thế là bạn ấy lại cảm thấy hạnh phúc. Như vậy chúng ta thấy nếu như công việc không phù hợp thì chúng ta phải thay đổi công việc. Hoặc nguyên nhân không phải do công việc mà là do ông sếp hắc ám. Ông ta khó khăn, tính tình chi ly, cư xử khó chịu. Nếu như bạn không muốn thay đổi sếp khác, ở môi trường làm việc khác, thì bạn cần học kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp thông minh để thích nghi và hòa hợp với ông ấy một cách lâu dài. Nếu nguyên nhân là do gia đình xào xáo, ba mẹ mắng chửi nhau, thậm chí họ đánh nhau suốt ngày, nhiều bạn đã khuyên ba mẹ mình ly hôn để họ giải phóng cho nhau, cũng là giải phóng luôn cho cả con cái khỏi cảnh địa ngục trần gian. Một số bạn bị ba ghét, bị mẹ kỳ thị, bị ông bà hay cô chú khinh khi. Em thì nhẫn nhục chịu đựng, đợi ngày trưởng thành vì hiện tại không thể thay đổi được gì. Em khác thì tìm cách để cải thiện tình cảm với họ bằng những món quà, những lời tâm sự, bằng sự quan tâm chăm sóc chân thành. Em thì chọn cách xin ra ngoài ở trọ để đi học cho dễ dàng, để thoát khỏi cảnh bị giày vò hàng ngày. Nếu nguyên nhân là do mâu thuẫn với bạn bè, với đồng nghiệp, ta còn học kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Nếu do môi trường hàng xóm ồn ào, công sở ồn ào, hãy tìm cách cải thiện môi trường như nhờ tổ dân phố hoặc cấp trên xử lý, góp ý khéo léo cho nhau. Bài tập thực hành.
Hãy viết ra những cảm xúc tiêu cực mà bạn hay gặp phải như nóng giận, chán nản, u sầu, bực bội, v.v. và suy nghĩ xem. Thứ nhất, đâu là căn nguyên nảy sinh ra các cảm xúc đó? Thứ hai, mình có thể làm gì để thay đổi các nguyên nhân này? Hãy chia sẻ kết quả vào một thảo luận cùng bạn bè nếu muốn nhé. Biết đâu chia sẻ của bạn sẽ giúp ích được cho ai đó tìm ra nguyên nhân của họ thì sao?